Xin chào tất cả các em, hôm nay sẽ là buổi đầu tiên trong cái chuỗi chương trình chống liệt và trúng tủ 2021 mà cô dành tặng cho 2K3. Cô sẽ dành khoảng 5 phút đầu tiên để cô giới thiệu với các em về cái chương trình này. Đây là một cái chương trình cuối cùng từ giờ cho đến lúc thi mà cô dành tặng cho 2K3. Các em học hoàn toàn free ở trên page và nó tương đương như một khóa học luôn. Nó sẽ tương đương như một khóa học. Cô làm bài bản từ đầu đến cuối như một khóa học. Nhiệm vụ của em chỉ có là học thôi. Ok. Và chương trình này dành cho tất cả các bạn, từ những bạn mà muốn chống liệt cho đến những bạn mà muốn đạt điểm từ 8-9, thì chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng cái chương trình này của cô. Chương trình này sẽ được chia làm 3 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là chúng ta sẽ học một số các nội dung liên quan đến chống liệt trong vòng khoảng 9 buổi. Vậy những bạn nào mà học chống liệt thì chúng ta chỉ khoảng 9 buổi thôi là chúng ta đã xong rồi. Còn bắt đầu từ buổi thứ 10 cho đến buổi thứ 20 là chúng ta sẽ học trúng tủ. Thì cái chương trình trúng tủ là cái chương trình mà cô mở rộng cho các em cả về ngữ pháp và từ vựng, để làm sao mà bám sát được với cả cái đề thi và mục tiêu là có thể giúp cho các em được 8-9. Ngoài ra thì đến cái giai đoạn thứ 3 thì chúng ta sẽ chữa bộ 20 đề thi ở trong cái cuốn giới hạn ôn thi trung học phổ thông quốc gia này. Và những bạn nào hiện nay đã có sách rồi thì các em có thể hoàn toàn làm trực tiếp trên sách của chúng ta nhé. Ok, rồi cô xin dành khoảng 1 phút để giới thiệu cho các em về cái nội dung của cuốn sách này. Cái cuốn sách này, từ cái tên của nó thì các em cũng sẽ biết được nó là giới hạn ôn thi trung học phổ thông quốc gia. Tại sao cô lại đặt nó là giới hạn? Bởi vì nó là những cái nội dung mà xuất hiện trong đề thi minh họa năm 2021. Và đây là cái cuốn sách phiên bản giới hạn và dành riêng cho 2K3. Các bạn 2K4 chúng ta cũng không thể sử dụng cuốn sách này được. Cho nên là cô rất đầu tư cho 2K3, là cô design hẳn một cuốn sách dành riêng. Và mỗi một năm thì cô đều cố gắng là soạn được một cuốn để dành riêng cho cái lứa đó các em có thể học được. Bởi vì nó hoàn toàn là bám sát ma trận của đề thi năm đó. Ví dụ như cuốn này là cuốn cần phải có, bởi vì nó bám sát ma trận đề thi của năm 2021. Những bạn nào mà chúng ta học xong cái cuốn này thôi ấy, là chúng ta thi chắc chắn phải được trên 7 điểm nếu các em chăm chỉ nhá. Chỉ cần cuốn này thôi. Và đến bây giờ thì các em đừng học lan man nữa nhá. Đừng học lan man nữa, chúng ta học tập trung vào. Thì cái cuốn này đã là cái cuốn để định hướng cho các em biết thế nào là tập trung. Được chưa ạ? Cô bảo là không học lan man, vậy thế nào là không lan man? Thì các em lưu ý cho cô này. Ở cái cuốn này cô chia làm hai phần chính. Phần 1 là cô giới hạn cái nội dung ôn tập trọng tâm cho các em. Thì cái phần giới hạn trọng tâm này là những cái phần mà hoàn toàn sẽ xuất hiện trong đề thi. Những phần nào không thi là cô bỏ đi rồi nhá. Còn đây là những cái phần mà hoàn toàn sẽ xuất hiện trong đề thi năm 2021. Do vậy mà các em lưu ý là chúng ta phải học thật kỹ cái phần này cho cô. Được chưa ạ? Và phần 2 sẽ là phần bộ đề nhá. Phần 2 sẽ là cái phần bộ đề. Do vậy mà những bạn nào mà chúng ta học chắc cái phần này là ok. Rồi. Cuốn này là cuốn giới hạn dành cho 2K3. Những bạn nào hiện nay 2K4 thì chúng ta xem để tham khảo thôi. Chứ còn 2K4 đến năm 2K4 đến năm 2022 thì cô sẽ lại có một cuốn sách như thế này dành cho 2K4. Được chưa ạ? Nhá. Cái cuốn này cô chỉ in và bán cho đến hết tháng 5 thôi. Bởi vì đến tháng 6 là chúng ta sẽ vào luyện đề 20 đề rồi. Thì các em có mua cũng không kịp đâu. Và cô cũng sẽ không in thêm. Bởi vì cuốn này để 2K4 các bạn không họp được. Cho nên cô không in nhiều nhá. Cuốn này là phiên bản giới hạn. Cho nên chỉ những bạn nào 2K3 thì chúng ta mới nên sử dụng cuốn này. Trong cái cuốn này chúng ta lưu ý này, là giới hạn ôn tập. Đúng như cái tên của nó, cô giới hạn lại sát sàn sạt cho các em những cái gì mà thi luôn. Được chưa ạ? Những cái gì sát với đề thi cô đều giới hạn trong cái nội dung này. Và trong cái phần 1 này cô chia theo các dạng bài để cho các em đi theo được đúng 10 dạng bài xuất hiện trong đề thi trung học phổ thông quốc gia. Theo đúng 10 dạng bài. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng học cái dạng bài đầu tiên, đấy là dạng phát âm. Được chưa ạ? Phát âm được coi là một dạng, đúng không ạ? Và sẽ có dạng điền từ vào chỗ trống này, có dạng từ đồng nghĩa này, có dạng viết lại câu này, có dạng đọc điền này. Cô chỉ có mỗi đọc hiểu là cô không để vào đây thôi. Bởi vì đọc hiểu nó đòi hỏi rất là mất thời gian. Ok, cho nên là cô sẽ không đề cập đến vấn đề đọc hiểu ở đây. Và những bạn nào muốn 9 cộng thì chúng ta học đọc hiểu và mở rộng đọc hiểu trong cái khóa học. Bạn nào mà đã có khóa học trải nghiệm phòng thi thì chúng ta cũng đã được cô dạy rất là kỹ về các cái nội dung về đọc hiểu rồi. Những bạn nào mà ở trong khóa học trải nghiệm phòng thi của cô nhá, thì sắp tới cô sẽ tặng các em các cái video hướng dẫn chiến thuật đọc hiểu nữa nhá. Tất cả những bạn nào trong khóa trải nghiệm phòng thi cô đều cung cấp hết. Thế còn chỉ có những bạn nào mà ở ngoài thì chúng ta cố gắng là chúng ta follow những cái nội dung này của cô. Ok. Học chống liệt 9 buổi đầu tiên thôi nhá.
Hồ Sĩ Việt nhá. Những bạn nào muốn chống liệt thì chúng ta học 9 buổi đầu tiên kèm với cuốn sách này cho cô là ok. Được chưa ạ? Còn những bạn nào muốn 9 cộng thì chúng ta phải học hết 20 buổi nhá. Ok, có 20 buổi này cộng với cả từ giờ cho đến lúc đi thi thì cộng thêm với việc cô chữa hết các cái đề trong sách này cho các em nữa là ok. Ok nha. Rồi, bây giờ cô sẽ vào cái phần đầu tiên cho các em. Đấy là cái phần mà cô sẽ tủ sâu cho các em ở cái phần về phát âm. Phát âm là cái phần nội dung chúng ta hoàn toàn có thể ăn được điểm rất là cao ở cái phần này. Thì việc đầu tiên là chúng ta hãy nhìn vào đây ạ. Năm nay bộ sẽ ra cho các em để cách đọc đuôi ED. Vậy thì cách đọc đuôi ED là cái mà các em không bao giờ được phép quên. Đối với những bạn 2K3 thi năm nay không bao giờ được phép quên, bởi vì cô dám chắc với các em 100% sẽ gặp trong đề thi nhá. Cho nên là các em không được phép là không học cái đuôi ED, mà phải học ngược lại, phải học rất là chắc mới đúng. Tất cả những bạn nào chống liệt cũng phải học cái phần này cho cô, bởi vì nó là phần dễ. Được chưa ạ? Rồi, để đọc đuôi ED của chúng ta ấy, thì chúng ta sẽ có 3 cái cách đọc như sau. Chúng ta sẽ có thể đọc là it này, chúng ta đọc là the và chúng ta đọc là the. Được chưa ạ? Cô chữa trong tài liệu cô soạn hay trong sách. À, các em ơi, cái chương trình trợ chống tủ và chống liệt này nhá, thì cô biên soạn 20 buổi đầu tiên giai đoạn 1 và giai đoạn 2 thì các em học theo cái, chúng ta sẽ học lý thuyết ở trong cuốn sách này. Còn bài tập thì chính là cái nội dung ở trong cái link Google Drive mà cô gửi lên cho các em để các em in á. Đó có 20 file thì tương ứng với 20 buổi. Sau 20 buổi thì cô sẽ dạy, cô sẽ chữa trong cái 20 đề trong cái cuốn sách này, thì các em theo đúng cái chương trình chi tiết mà cô gửi cho các em từ giờ cho đến lúc thi luôn á. Được chưa ạ? Rồi, chúng ta nhớ cho cô này, it này, chờ và the. Được chưa ạ? Thì chúng ta lưu ý này. Chúng ta sẽ có cái nội dung như sau. Đối với cả cái phần này á, là cái phần mà khá là dễ, cho nên là cô sẽ chỉ dạy đúng một lần ngày hôm nay thôi. Sau đó thì các em phải rất là cố gắng để chúng ta nắm được cái nội dung của nó nhé. Ok. Rồi, chúng ta sẽ có 3 cách đọc đuôi ED như sau. Cách đọc đuôi ED là chúng ta sẽ bám vào đuôi, bởi vì đây là chống liệt cho nên cô dạy rất là kỹ cái phần này để những bạn nào chống liệt chúng ta nhớ này. Thứ nhất này, chúng ta nhìn thế này, để phát âm đầu tiên là phát âm của ật thì chúng ta nhớ cho cô này. Hai cái âm tiết cuối cùng là chờ với đờ thì chúng ta sẽ phát âm là ật. Thế thì các em học luôn cho cô là chật đật. Nhớ chưa? Chật đật. Ví dụ như này, wanted, needed, decided. Được chưa? Đấy. Thế thì là chật này, đật này. Ok chưa? Tiếp theo nhá. Nếu như mà kết thúc bằng các âm như thế này, âm ch, sh, s, k, cái này cô đọc để cho nó dễ hiểu thôi nhá. Ch, sh, đây là những âm vô thanh, các em lưu ý này, đây là những âm vô thanh. Âm vô thanh là những cái âm mà không phát ra âm, được chưa ạ? Thì hiển thị, biểu thị về mặt chữ cái của nó là như thế này. Vậy những bạn nào chống liệt thì các em học cho cô mặt chữ cái, còn những bạn nào mà chúng ta thuộc team 8 cộng 9 cộng thì chúng ta học cho cô phần phiên âm. Và cái phần IPA này là cô đã dạy hết rồi, đúng không? Cái này chúng ta đọc là watched, washed, kissed, pronounced. Thì có cái từ này là các em cần phải lưu ý này, là chữ C với chữ E này. Cứ chữ C và chữ E thì chúng ta phải xì cho cô một cái, được chưa? Vậy bản chất này, khi mà kết thúc là chữ C và chữ E thì bản chất nó giống như cái âm S. Nó đều là âm S. Cho nên khi thêm ED vào chúng ta đọc là st, pronounced, pronounced. Được chưa? Thế còn nếu như mà nó kết thúc bằng các âm còn lại không thuộc hai cái trường hợp này thì suy ra nó thuộc vào trường hợp thứ ba cho cô. Và chúng ta đọc nó là d. Cái này là stayed, closed, bởi vì nó kết thúc là âm d. Cleaned. Được chưa ạ? Vậy không thuộc vào trường hợp 1, không thuộc trường hợp 2 thì chúng ta tìm vào trường hợp 3. Đúng không? Ok. Tuy nhiên sẽ có một số các cái trường hợp mà các em cần phải lưu ý giúp cô. Đấy là một số các trường hợp ngoại lệ. Một số trường hợp ngoại lệ tức là sao? Một số trường hợp ngoại lệ tức là nó không nằm trong cái diện này, mà chúng ta sẽ luôn luôn đọc nó là ực cho cô. Nhớ nhá, nó không thuộc vào ba cái này. Và các em lưu ý này, tất cả những cái này nó chỉ áp dụng cho động từ thôi, áp dụng cho động từ thôi. Còn nếu là tính từ thì cứ mạnh dạn đọc là ực cho cô nhá. Được chưa ạ? Thế thì ở đây chúng ta sẽ có gì đây ạ? The aged là người cao tuổi này. Aged, đúng chưa? Nếu mà bình thường xét theo đúng nguyên tắc thì cái này phải là aged chứ, đúng không? Nó phải thuộc vào trường hợp thứ ba. Thế nhưng mà nó là tính từ cho nên chúng ta đọc là aged, tất cả đọc là aged hết nhá. Cái này là cái các em cần phải học thuộc, bởi vì khi vào phòng thi á, các em không thể đoán được đâu mà các em phải học thuộc đấy nhá. Chúng ta học thuộc và chúng ta nhận diện. Aged, a blessed, crooked, dogged.
Và trong cái cuốn sách này thì cô đã liệt kê hết ra cho các em rồi. Nhiệm vụ của em chỉ có học thôi. Học sau đó là nhớ và ghi nhớ và nhận diện. Đấy, những bạn nào mà chống liệt ấy thì chúng ta chỉ cần thế thôi. Đúng không ạ? Những bạn nào mà chống liệt thì chúng ta chỉ cần mỗi thế thôi. Học thuộc sau đó nhận diện, thế là xong. Đấy. Crooked, dogged, naked, learn it. Với cái lưu ý này, nếu mà learned là một động từ chia thì quá khứ chúng ta đọc vẫn đọc là learned như bình thường. Áp dụng theo đúng nguyên tắc này. Nó thuộc vào trường hợp số 3. Nhưng nếu nó là tính từ, tức là gì? Khi đi thi nhá, người ta sẽ có như thế này ạ. Ví dụ người ta cho learned, sau đó người ta mở ngoặc là tính từ như này. Thì các em hiểu rằng là ở đây người ta cho cái từ này là learned. Chúng ta đọc là learned. Được chưa? Có học thức. Ragged, rách tả tơi này. Wicked, wretched, beloved, cursed, rugged, sacred, cross-legged, hatred, crabbed. Ok, vậy tất cả đều đọc ịt hết, được chưa? Và chúng ta sẽ có một số các trạng từ. Ở đây cô chỉ lấy những trạng từ mà thường xuyên gặp phải thôi nha. Chúng ta sẽ có deservedly, một cách xứng đáng này. Supposedly là giả sử này. Markedly, được chưa? Allegedly. Đó. Thế thì các em cứ lưu ý là chúng ta cứ có 4 cái từ này cộng thêm với cả 16 cái từ ở bên này. Nó chỉ ra trong này thôi, các em yên tâm là như thế nhá. Cô đã tủ cho các em rồi, chỉ ra trong này thôi, nó không ra ngoài đâu. Cho nên nhiệm vụ của các bạn chống liệt chỉ là học thuộc sau đó nhận diện, thế là xong. Được chưa? Nó không chạy ra bên ngoài. Lưu ý cho cô. Ok. Rồi. Hôm nay chúng ta sẽ học về phần phát âm, ngày mai thì chúng ta sẽ học trọng âm, thì cô sẽ giới thiệu cho các em sau. Những bạn nào mà có sách ấy thì các em có thể xem trước cái phần lý thuyết trước khi mà cô chữa bài, được chưa ạ? Đó. Các em lưu ý là phần lý thuyết trong cái cuốn giới hạn này không thể nào đầy đủ như là cái cuốn trong cái cuốn cẩm nang ngữ pháp hay là cái cuốn chiến thuật từ vựng của cô được. Nhưng nó sẽ là những nội dung cốt lõi nhất, trọng tâm nhất mà các em cần phải nhớ. Đến thời điểm này thì các em cố gắng là chúng ta nhớ được cái gì là chúng ta phải nhớ, học thuộc được cái gì là phải học thuộc. Đừng có lăn man, đừng có gọi là sợ nó vào cái này, sợ nó vào cái kia. Không, tất cả những cái gì nó có thể vào cô đã lọc hết vào đây cho các em rồi. Cho nên các em cứ yên tâm mà học. Cho nên cái cuốn này phải gọi là cái cuốn siêu phẩm cho cái mùa thi năm 2020 này đấy. À 2021 này đấy. Cho nên 2K3 lần đầu tiên cô làm một cái cuốn như thế này. Cho nên là 2K3 năm nay là phải đỗ thật cao đấy, điểm thật cao luôn đấy. Ok, và những bạn nào chưa có cuốn này thì các em nhanh chóng đặt cuốn này nhá. Nó chỉ có 69k thôi và cô Hải hỗ trợ để cho 2K3 đến cuối con đường luôn. Cho nên là cuốn này rất rất là rẻ. Và các em lưu ý là các em có thể sẽ dùng cuốn này từ giờ cho đến khi thi. Cho nên những bạn nào mà chúng ta cần phải có cuốn này thì chúng ta đặt ngay. Còn cô sẽ chỉ in cái cuốn này đến hết tháng 5 thôi nhá. Những bạn nào không có mà đến lúc đấy hỏi cô thì cô cũng chịu ạ, không có ạ. Rồi, bây giờ sẽ đến cái tiết mục là chữa bài. Cái đây là cái chương trình chống tủ. Cô xin lỗi bởi vì cái máy in của cô nó bị mờ quá. Đây là cái chương trình chống tủ, chống tủ với cái nội dung đầu tiên là phát âm. Và tất cả các cái file này là cô Hải đã gửi lên trên Facebook cho các em rồi. Nó có đường link ở trên cái Facebook của cô cũng như là ở trên fanpage. Các em hoàn toàn có thể download được hết 20 cái file kiểu như thế này. 20 file liền, được chưa? 20 file liền nha. Cho nên những bạn nào mà chúng ta chưa có cái file này thì lập tức phải inbox cho cô ngay để cô hướng dẫn cách để lấy các cái file này để chúng ta làm trước khi mà cô chữa bài nhá. Ok, bây giờ thì cô sẽ chỉ chữa thôi. 1B. Đấy, úi dồi ôi. Sĩ Việt làm chuẩn luôn. Rồi, câu 1B không có gì mà phải lăn tăn, đúng chưa? Cái này là dressed, đúng chưa? Matched và dropped. Ok chưa? Và cái này là joined. Đấy, học phát làm được ngay, đúng chưa? Các em làm cái ED này thì em chỉ cần nhận diện thôi. Đây là đề thi thật đấy nhá các em nhá. Đây là đề thi thật, đề thi chính thức năm 2017. Cô cho vào đây để cho các em biết được là cái mức độ ra đề nó như thế nào. Rất là dễ, rất là đơn giản. Phần trọng âm và phần phát âm là những từ rất dễ và rất cơ bản, rất đơn giản. Cho nên là các em lưu ý phải tận dụng cái phần này. Đây nhá, đây là đề thi chính thức này, đề thi thật này, không phải là đề cô bịa ra đâu. Planned. Nào, các em cùng comment đáp án thật nhanh này. Chúng ta cùng comment đáp án thật nhanh và cùng làm với cô nhá. Chứ đừng có ngồi xem không, làm xem không thì không vào đầu rồi đâu. Đừng có xem không. Planned. Được chưa? Planned, có kế hoạch làm gì? Cooked, nấu ăn, được chưa? Lived. Kết thúc bằng âm v, sống ở đâu đó, đúng chưa? Vậy thì thằng này là the, ba thằng này là the rồi, đúng không? Thằng này là tờ, chọn đáp án đây, đúng không? Cái này là played, chơi. Em thấy không? Đấy, dễ chưa? Úi dồi, Như Ngọc làm phát xong 5 câu luôn. Ok. Câu số 3 này.
Passed, vượt qua. Passed, kết thúc bằng âm sờ cho nên chúng ta có passed. Opened, được chưa? Mở ra. Worked, chuẩn chưa? Thế thì hai thằng này cùng là âm thờ, vậy chọn đáp án tiếp tục là B. Và cái này là washed. Các em thấy không? Đấy. Đề thi thật dễ không ạ? Đề thi chính thức của năm 2017 đấy. 2017 người ta thi này, 2019 người ta thi này. Và đến 2021 chúng ta lại thi. Vậy thì các bạn 2K4 năm sau, những bạn nào mà 2K4 hiện nay đang xem cô nhá. Những bạn nào 2K4 sang năm chuẩn bị thi vào đuôi S nhá, chắc chắn, được chưa ạ? Câu số 4 này, cái này cô là missed. Cái này là washed. Cái này là cleaned. Đúng chưa? Hai thằng này là thờ, thằng này là đờ, chọn luôn đáp án C đi, được chưa? Và thằng này là talked, nói chuyện. Ok. Có từ gì mà mình không biết không? Ok. Rồi, những cái này dễ cho nên chúng ta sẽ chữa nhanh nhá. Câu số 4 này, walk. Câu này hơi khó một tí. À cũng chẳng không khó, không khó, bởi vì họ cho dễ lắm. Nào, cái này của cô là walk. Các em lưu ý nó là o dài nhá. Walk, đi bộ này. Cái này là talk, nói chuyện này. Cái này là call, gọi điện này. Đúng chưa? Thế thì ba thằng này đều là o hết rồi. Thế thì thằng này là gì? Take. Dễ luôn, chuẩn không? Đấy, đề thi thật dễ này. Đề thi thật mà dễ như thế này thì chống liệt không làm thì làm cái gì? Đúng không? Ok. Ok, các em cứ share về tường của các em nhá. Mỹ Trinh đúng không? Mỹ Trinh. Mỹ Trinh. Các em cứ share về tường của các em để lưu lại nó thành một cái playlist các em xem nhá. 5C làm sao được? 5D chứ. Đúng rồi. Nào. Tiếp theo đây là nội dung phát âm của đề năm 2018. Các em lưu ý này. Trong phần phát âm của chúng ta thì sẽ có hai câu hỏi. Năm nay sẽ ra hai câu hỏi. Cái này cô đang nói đến năm 2021 nhé. Sẽ ra hai câu hỏi. Một câu là phát âm của nguyên âm. Và một câu là phát âm của đuôi ED. Chắc chắn. Chắc chắn luôn. Được chưa? Thế thì trong cái bài này cô review cho các em những câu hỏi mà đề thi năm trước họ ra như thế nào. Và có một câu số câu cô dự đoán cho đề thi năm nay. Đề thi năm 2018 chúng ta cùng xem này, xem đề thi năm 2018 nó hỏi về các câu liên quan đến nguyên âm như thế nào, xem có khó không nha. Số 6 này, threat, mối đe dọa, được chưa? Seat, chỗ ngồi. Từ này chắc là các em hay đọc sai này. Cái này là y dài hộ cô nhá, seat. Còn y ngắn nó là sit, ngồi xuống. Đây là danh từ, cái này là động từ. Danh từ là seat, động từ là sit. Cái này là meet. Ok, thế thì thực ra nó không yêu cầu các em phải phân biệt y ngắn y dài thì quá dễ rồi, không sao cả. Cái này là threat, cái này là y. Thế thì chọn đáp án là A luôn, được chưa? Cái này là beach. Đấy, các em thấy không? Đề thi thật đấy, đề thi chính thức đấy, mà đơn giản thế thôi đó. Câu số 7 nào. Câu số 7 cô sẽ có great. Great. Các em lưu ý không đọc là great nhé. Cái này chúng ta đọc là great, tuyệt vời này, bằng với wonderful. Great, great. Ok. Chief, rẻ tiền này. Clean, đều là y dài hết. Thế thì chọn đáp án A đi chứ còn gì nữa. Cái này là mean, đúng chưa? Đấy, đấy là lý do tại sao hôm nay học buổi đầu tiên dành cho team chống liệt đấy. Đúng không ạ? Rất là dễ thôi. Cái này cô là dream, mơ này. Wear, air. Wear là mặc này. Treat là đối xử này. Và mean là keyboard, hoặc là có nghĩa là. Vậy trường hợp này chọn đáp án B. Rồi, rất tốt ạ. Chúng ta chuyển tiếp sang đề năm 2019. Đề năm 2019 này, như cô đã nói này, đề không 2017 họ sẽ ED này. 2019 cách 1 năm họ thi ED này. Và đến năm nay của chúng ta, năm 2021 cách 1 năm chúng ta thi ED. Được chưa? Đấy. Vậy thì cô tủ cho các em nó đều có cơ sở hết và đều bám vào đề minh họa hết, chứ không phải là cô tủ linh tinh đâu. Cho nên các em hoàn toàn yên tâm nhé. Tiếp theo này, câu số 9 của cô là survived, sống sót này. Brothered, bother, sorry, bother là bận tâm cái gì đó, đúng không ạ? Bận tâm cái gì đấy. À, team chống liệt chưa sai câu nào, ok. Survived, bothered, bận tâm này, happened. Happened, dạ, diễn ra. Vậy thì ba thằng này chúng ta đọc chuẩn rồi thì chắc chắn là thằng D nó khác thôi. Và cô đã dạy là gì ạ? Cái chữ C với chữ E này này, chúng ta sẽ đọc là S nhá. Reduce, reduce. Được chưa? Reduce. Vậy thì khi thêm ED vào chúng ta đọc là reduced, được chưa? Giảm xuống. Ok. Rồi câu số 10 này, threatened, đe dọa. Promised, kết thúc bằng âm sờ, chúng ta đọc là promised.
được chưa? Hứa. Injured. Ok, đây là bị thương. Bị thương do tai nạn thì chúng ta dùng injured. Thế thì hai thằng này là the rồi, thằng này là tờ, chọn luôn đáp án B đi. Agreed, đồng ý. Xong chưa? Dễ mà. Đúng rồi, câu số 11 nào. Discuss. Ở đây chúng ta có chữ S này, sau đây chúng ta discussed. Được chưa? Discuss. Đây là chữ S. Những bạn nào mà bây giờ đang xem cái live này của cô mà thấy nó khó ấy, thì các em phải, các em cứ ổn đi, không vấn đề gì đâu nhá. Chúng ta sẽ xem lại cái live này một lần nữa, học thuộc cái lý thuyết trong cái cuốn giới hạn ôn thi một lần nữa, sau đó chúng ta sở thử làm lại bài và chúng ta xem lại livestream này, chúng ta sẽ hiểu hơn rất là nhiều nhá. Còn ở đây là cô đang chữa trên tinh thần là các em đã phải nhớ công thức rồi, được chưa ạ? Chứ cô không thể ngồi chờ cho các em nhớ công thức được. Cho nên chúng ta trên tinh thần là gì ạ? Nhớ công thức nhá. Cancelled, được chưa ạ? Hủy bỏ. Follow, kết thúc âm O, followed, đúng chưa? Tất cả hai thằng này là the, thằng này là tờ, cô chọn đáp án A luôn. Cái này là performed, biểu diễn. Ok. Rồi. Behaved, được chưa? Behave là cư xử, cách cư xử, đúng chưa? Traveled, đi du lịch. Ok. Combine là kết nối, nối cái gì đấy, đúng chưa? Ba thằng này là the, vậy chọn đáp án này. Practiced. Ok, luyện tập. 12D, đúng rồi. Cô thấy các em làm rất tốt đấy ạ. Chúng ta comment hầu hết đều rất đúng luôn đấy. Rồi, đề thi năm 2020 chúng ta sẽ làm quen với đề thi năm 2020, chính là đề thi năm ngoái. Và đề thi năm ngoái này cô lấy ra 3 câu hỏi là thuộc về phần nguyên âm để cho các em làm quen xem là trong đề thi thật người ta hỏi mình có khó không nhá. Nào, câu 13, 14, 15 chúng ta cùng comment cho cô này. Đầu tiên cô sẽ có lake, dễ quá, hồ đúng không? Game. Shape. Ba thằng này giống nhau rồi, vậy flat, căn hộ. Được chưa? Flat là căn hộ hoặc là tính từ dẹt, mỏng dẹt. Rồi, cái này là click, y ngắn này. Bride, cô dâu này. Prize là giải thưởng này. Hai thằng này cùng là ice, thằng này là y, cô chọn luôn đáp án A, được chưa? Và thằng này chắc chắn là slice rồi, đúng không? Slice là lát. A slice of bread là một lát bánh mì. Slice. Okay, a slice of bread. Foe. Score. Close. Hai thằng này cùng O, thằng này O, đáp án B. Và thằng này là found. Được chưa? Đấy, score là ghi điểm. Foe là gấp. Gập cái gì đó lại. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ tiếp tục với câu số 16. Câu số 16 của cô là produce. Produce là sản xuất. Được chưa? Produced, sản xuất. Believed là tin tưởng, được chưa? Stopped là dừng lại. Vậy hai thằng này là chờ, vậy cô chọn đáp án là B. Cái này là love. Các em lưu ý này, từ này hơi khó một tí nhưng gặp rất nhiều lần. Cái này là chữ GH nhưng mà khi chúng ta phát âm ra nó là âm F. Loved, được chưa? Loved nhá, là cười. Câu số 17 này. Landed. Landed là hạ cánh. Planted. Planted là trồng cây, đúng không? Cô bảo này cứ hai âm đờ với âm chờ này thì đều là ật hết, được chưa ạ? Cái này á là cái mà ví dụ looked, cái này là âm chờ. Tại sao lại cái này cũng khờ mà cái này cũng khờ, chết không? Thế bây giờ làm nào? Thế thì cái này là phải mở ngay ra cái, phải nhận diện ngay cho cô. Đây, cái từ naked. Naked là tính từ trần trụi, cho nên chúng ta đọc nó là ật naked, naked, đúng chưa? Thế thì mặc dù nó kết thúc là âm khờ, thế nhưng mà nó khác so với cái này. Cái này là động từ chúng ta đọc theo nguyên tắc bình thường, nhưng cái này thì nó là naked, trần trụi, được chưa? Khỏa thân đấy. Thế thì trong trường hợp này là ba thằng này đọc giống nhau, đáp án là D. Xong chưa? Đấy. Câu số 18 này. Walked, âm chờ. Ended, chấm dứt này. Started, được chưa? Vậy hai cái này ợt hết rồi, thằng này đáp án là A đi, được chưa? Và wanted. Ok. Câu số 19 nhá. Câu số 19 cô sẽ có từ wicked. Wicked. Nào, từ này nó lại nằm trong cái phần phần mà các em cần phải học thuộc. Đây. Chính là nó. Đâu rồi? Đây, chính là từ số 8, các em nhìn thấy chưa? Wicked là tinh quái, nhìn thấy chưa? Đấy. Thế thì cái này thì không phải bịa ra được đâu, mà cái này cũng không có quy tắc đâu, cái này phải học thuộc và nhận diện nhá. Vậy cái này là wicked.
Cái này là influenced, ảnh hưởng. Expressed, diễn đạt. Vậy hai thằng này cùng stir, đáp án là A. Và cái này là produced. Đúng chưa? Tiếp theo câu số 20 này. Reduced, giảm xuống này. Invented là phát minh ra này. Kissed là hôn này, đúng không? Thế thì ở đây chúng ta sẽ có ba thằng này đọc giống nhau rồi. Reduced, hai thằng này đọc giống nhau, đáp án là B. Và cái này là developed, phát triển. Ok. Câu số 21, maintained. Ok, duy trì này. Promoted, phát triển này. Được không? Recoined, hai thằng này giống nhau rồi, đáp án là B, được chưa? Và cái này là argue, cãi nhau, tranh luận. Ok. Những phần này thì dễ, cho nên là cô sẽ chữa nhanh một xíu nhá. Các em cứ comment đáp án theo cô thôi. Ok chưa ạ? Chúng ta cứ comment đáp án theo cô thôi. Câu số 22 này, developed, phát triển, vẫn thế. Search, cái này là âm ch, khi thêm ed vào là searched. Searched là tìm kiếm. Described là miêu tả, đúng không? Vậy hai thằng này là âm ch, vậy đây là đáp án C. Và cái này là cooked. Được chưa? Tiếp theo này. Pushed. Pushed là đẩy này. Earned là kiếm tiền. Kicked, cái này là đá, cái này là động từ cho nên nó đọc thêm ed, chúng ta đọc bình thường, đúng không ạ? Theo đúng nguyên tắc. Vậy hai thằng này giống nhau, đáp án là B. Và matched. Vậy các em lưu ý này, chúng ta cố gắng là đọc chuẩn được 3 trên 4 từ là chúng ta có thể chọn được đáp án rồi nhá. Riêng đối với phần phát âm và phần trọng âm, cứ đọc chuẩn 3 trên 4 từ là chúng ta chọn được đáp án. Những bạn nào mà trong cái phần này các em còn chưa biết đến IPA thì các em có thể tham gia vào cái nhóm là học tiếng Anh miễn phí cùng cô Thu Hải ấy. Thì sẽ có cái bài giảng của cô về IPA miễn phí ở trong cái nhóm đó. Thì các em có thể lấy cái bài đó ra các em học lại về IPA nếu như các em muốn được điểm cao, thật cao trong cái phần này. Còn nếu không thì các em cứ đọc đi, đọc theo cô ấy, sau đó là chúng ta nhớ, được chưa ạ? Chúng ta cứ đọc đi, sau đó chúng ta nhớ là ok nhá. Chứ còn cũng không, ở cái phần phát âm và phần trọng âm này người ta không hỏi mình quá khó đâu. Cho nên các em cứ yên tâm là chúng ta không cần phải lăn tăn quá nhiều vào cái nội dung về phát âm và phần trọng âm. Và đấy cũng là lý do tại sao cô lôi nó ra là chống liệt nhá. Các em cứ yên tâm là như thế. Ok, rồi từ này của cô là shout. Shout là hét lên này. Cái này là shoot, u ngắn này. Cái này là ground, đúng không? Chúng ta đọc được ba thằng này rồi, đúng không? Thằng count này mà không đọc được à? Đếm, count. Đáp án là B, xong chưa ạ? Câu số 25 này. Câu số 25 là moment. Cái này là monument. Monument của cô đây là tượng đài, đài tưởng niệm. Cái này của cô đọc là slogan. Slow. Hai thằng này là O, thằng này O. Chọn đáp án B luôn đã. Và cái này là quotient. Quotient. Cái quotient của cô nó là thương. Ví dụ thương ấy, nó là thương của một cái phép chia thì nó gọi là quotient. Được chưa? Quotient. Ok. Rồi tiếp theo cô có black. 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 Cái con đọc là black nhá. Black. Nó là âm e bẹt. Black. Fair. Vé. Đúng không? Fair là vé. Cái này là calcium. Canxi đấy. Đúng không? Canxi. Calcium. Hai thằng này đọc giống nhau. Thằng này chọn luôn. Và cái này là match. Thích hợp, phù hợp. Hoặc là một trận đấu cũng được. Câu số 27 này. 27 chọn đáp án gì nhỉ? Dễ đúng không? Hike. Hike. Hike là đi bộ đường dài này. Wind là gió này. Child là trẻ em này. Chúng ta lưu ý này, a child, một đứa trẻ. Nhưng nhiều đứa trẻ thì chúng ta sẽ có là children. Đọc khác và viết cũng khác luôn. Children, hiểu chưa? Vậy thằng này IIE, thằng B này khác. Và cái thằng này cô gọi là rind. Được chưa? Rind. Rồi, tiếp theo câu số 28 cô có uniform. Uniform. Uniform là đồng phục này. University là trường đại học này. Student là học sinh này. Và customer là khách hàng. Chọn đáp án D. Được chưa? Customer. Ok. 28D chuẩn luôn ạ. Rồi, câu số 29. Những bạn nào mà không sai câu nào trong bài này, một lát nữa comment cô xem nhé. Câu số 29 này. Câu số 29 đầu tiên cô sẽ có ethic, ethnic.
ethnic là thuộc về dân tộc. Nhá, thuộc về dân tộc ethnic. Mình có cái ethnic minority, dân tộc thiểu số đấy đúng không? Smell, mùi. Effect, không đọc là effect các em nhá, tiếng Anh không có âm e nhá. Effect. Effect, cho âm rơi vào tiết số 2, effect, ảnh hưởng. Đúng chưa? Vậy ở đây ba thằng e rồi, thằng này sai rồi. À thằng này khác rồi, cho này describe là miêu tả. Ok. Rồi, câu cuối cùng này. Pace. Pace là tốc độ. Pace là tốc độ. Stayed. Ở. Bat là con rơi. Đúng chưa? Và late là muộn. Thế thì trường hợp này chọn đáp án C. Xong luôn. Ok. Ok, em lưu ý giúp cô là hôm nay á, với cái bài như thế này á, là cô muốn cho các em thấy cái mức độ của đề thi thật nó sẽ như thế nào ở cái phần nội dung này. Các em hiểu không ạ? Và đi thi nó sẽ không khó, nó không đánh đố gì mình ở cái phần gọi là ở cái phần gọi là phát âm trọng phát âm đâu nhá. Và cô nói rõ lại cho các em một lần nữa là đề năm 2021 này của chúng ta là sẽ có hai câu, một câu hỏi về phát âm của nguyên âm. Phát âm nguyên âm và một câu hỏi là phát âm của ED. Cứ thế mà học thôi. Ok chưa? Đấy, tim chống liệt 27/30 kìa kìa. Sợ chưa? Như Ngọc 30/30, very good. Ok. Các em lưu ý là chúng ta đi thi không sai được câu này đâu, bởi vì nó sẽ rất là dễ. Không phải tự dưng mà cô để nó vào nội dung chống liệt. Ok, vậy nha các em. À, cái cuốn giới hạn ôn thi Trung học phổ thông quốc gia nó sẽ là cái cuốn đồng hành cùng với các em từ giờ cho đến lúc thi, và cô sẽ chữa livestream toàn bộ cái cuốn này. Do vậy mà những bạn nào mà chúng ta sở hữu cuốn này thì các em nhớ là chúng ta 22 giờ hàng ngày chúng ta học cùng với cô. Thứ hai nữa là cái cuốn này cô đang update đáp án chi tiết các em nhá. Và để giảm thiểu chi phí cho các em thì cô không cho vào sách mà cô sẽ gửi bằng link bản mềm. Khi nào mà cô update xong toàn bộ nội dung toàn bộ đáp án chi tiết của 20 cái đề này thì cô sẽ thông báo, và các em những bạn nào mà mua sách thì các em inbox cho cô để các em nhận cái link đáp án chi tiết nhá. Đáp án chi tiết từng câu một luôn, dịch cả bài đọc cho các em luôn. Ok chưa ạ? Rồi, thank you. Hẹn gặp lại các em ở buổi học tiếp theo. Nhớ là bám sát lịch giúp cô nhé. Goodbye, see you.